Xin chào cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay mình làm clip này để giới thiệu với các bạn, các cô chú, các anh chị về cái nạp file mà mình mới sưu tầm được. Thì cái nạp file của mình đã rất là to và đẹp rồi. Cỡ này thì rất là sướng, nhìn nó cảm giác nó đã lắm. Size lá là này là 20 40 rồi nha các bạn. Thì cây này của mình được một lá, hai lá, ba lá, bốn lá, năm lá, sáu lá, bảy lá, tám lá và một cái ngọn. Đây cái va nó khá là ổn. Này, lá này nó va nhìn nó va mảng đã. Cây thì nhìn rất là khỏe. Mọi người đóng hàng cho mình thì rất là ok nha các bạn. Nhìn cây đó, nhìn cây nhận về thì cảm giác rất là đã, sung sướng. Ai đẹp lắm nha các bạn. Đây, đặc biệt là lá này, đúng cái tên của nó là Ring of Fire, lên sắc đỏ. Cái ngọn này cũng hứa hẹn nhiều tiềm năng, sẽ được ra một cái lá mới rất là đẹp. Đây là một cái cây gọi là đáng, rất là đáng sưu tầm trong cái vườn của mình. Nên có điều kiện các bạn nên có một chậu này trong vườn thì rất là đẹp. Xin chào cô chú, các anh chị và các bạn.